Chúc chào em, xin chào cả nhà nha. Và theo yêu cầu của khách thì mấy hôm nay có hỏi em về phần cúc vip nha cả nhà. Cúc vip ghép cúc bứng nha, thì em cũng có một số cây ghép giống mini nha. Em xin giới thiệu với cả nhà, hôm nay em lên 4 cây. Phải nói là cái bo tượng rất là mập luôn nha cả nhà. Mập ù ú ù nu luôn. Nè, cái này giờ chúng ta lấy bo được liền luôn nha. Nhưng mà người đã biết cái cúc vip, cúc tri kỷ này á, thì hoa của nó rất là nhẹ đẹp đúng không cả nhà. Cái độ phùng của nó y như là một cái hoa hồng nha. Nói chung là cái hoa này rất là đẹp luôn. Thì cái lô này á, là do của nhà em ghép, của nhà em làm, cho nên là giá cũng rất là hữu nghị nha cả nhà. Thì bây giờ em lên cây số 1 nha. Đây là cây số 1 đi ạ. Cây số 1. Cây số 1 này nó có cái hoành là 12, cao là 40 và ngang là 32 nha cả nhà. Cây này ghép được 2 mắt bo nha. Đó. Thì cái cây này em bán với giá là 400.000 nha. 400.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho khách luôn nha cả nhà. Cái này về chúng ta lấy bo được rồi nha cả nhà. Lấy bo được rồi. Em thấy cũng có được nứt nụ kim nè. Chắc tết chân ít hoa, chắc được bông hay bông ạ. Rồi, đây là cây cúc vip số 1, giá 400.000 bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Và tiếp tục là cây số 2. Đây, cây số 2 có một cái bộ đế nơm rất là đẹp nha cả nhà. Đây em sẽ quay cho cả nhà xem nha, một cái bộ đế nơm rất là đẹp nha. Rất là đẹp luôn nha. Đây, xin mời cả nhà hãy vào xem nha. Đó, một cái bộ đế nơm ha. Rồi, cái này thì ghép 2 mắt bo. Cả nhà nhìn cái mắt bo của nó rất là mập. Nhìn cái cây thôi cũng biết là nó phát triển rất là khỏe. Cho nên là mọi người mua về thì cứ yên tâm ha. Cây này nó khỏe lắm, cho nên là nuôi cũng rất là dễ luôn. Và đặc biệt là cái giống của vip này em thấy nuôi cũng rất là nhanh lớn luôn nha cả nhà. Rất là nhanh lớn luôn. Rồi, cây số 2 này thì em bán với giá là 380.000. 380.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Giá rất là hợp lệ và rất là hữu nghị nha cả nhà. Xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai nhà em nha. Rồi xin cảm ơn cả nhà. Rồi và tiếp tục là cây số 3. Đây, một cái cây số 3 là một cái cây đế nôm rất là đẹp nữa đây cả nhà ơi. Đó, cả nhà nhìn xem phải nói là rất là đẹp. Rồi em sẽ quay từ từ cho cả nhà xem nha. Này, rất là đẹp luôn nha. Đó. Rồi, cây này ghép được 2 mắt bo nha. 2 mắt bo ghép nha cả nhà. Mắt bo rất là mập luôn nè. Đó, cái độ phát triển của nó thì cả nhà khỏi phải nói tới rồi ha. Cây rất là khỏe luôn. Rồi, mình sẽ quay tổng thể cái cây cho cả nhà xem nha. Quay tổng thể. Rồi, cây này thì em bán với giá là 380.000 nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho khách luôn á. Rồi đây, xin mời cả nhà vào xem nha. Cây số 3 nha cả nhà. Cây số 3 giá 380.000. Rồi và tiếp tục là cây số 4. Rồi, đây là cây số 4 nha. Cây số 4 nó có cái hoành là 12, cao là 40 và ngang là 25 nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Đây, phải nói là cái tụ của cây số 4 rất là xum xuê nha. Em sẽ quay tụ cho cả nhà xem nè. Cái này về lấy rất là nhiều bo luôn nha cả nhà. Đó, và mai mốt có hoa chơi nữa. Có hoa chơi nữa thì rất là đẹp luôn nha. Rồi, thì cái cây này em bán cũng có giá là chỉ 388 thôi nha. Chỉ 380.000 thôi nha cả nhà. 380.000 là em bao phí vận chuyển cho khách luôn rồi đó. Cho nên là giá cũng rất là hợp lệ và rất là hữu nghị ha. Vườn của em đa số là tự làm, tự nhân giống ở nhà, cho nên là không qua một trung gian nào hết. Cho nên là cái giá cây cũng rất là hữu nghị luôn nha cả nhà. Xin mọi người hãy thương và ủng hộ cho vườn mai của Chích Chè Bông nha. Và hãy cùng em bấm đăng ký kênh YouTube Chích Chè Bông để cập nhật nhiều giống mai mới lạ bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà. Chích Chè Bông xin chào cả nhà nha. Và tiếp tục hôm nay em giới thiệu các cái cây mai quảng hương mộc mai nha cả nhà. Thì quảng hương mộc mai thì như mọi người đã biết là cái hoa của nó là năm cánh nha, nhưng mà năm cánh tròn rất là đẹp luôn. Và đặc biệt thì một cái nữa, nó là nó có một cái mùi thơm đặc trưng rất là thơm luôn nha. Và như mấy clip trước thì em cũng có giới thiệu với cả nhà là có một anh khách đã mua của cây của em và nó đã nở hoa rồi cả nhà. Thì hoa nó rất là thơm luôn. Nó vừa nở thì có ong có bướm nó bay lại luôn á cả nhà. Và đặc biệt là cái hoa của nó nhìn lạ lắm, năm cánh tròn do luôn nha. Năm cánh tròn và khít nha, chứ không phải thưa nha cả nhà. Rồi và đây là cây số 1 nha. Này, một cây số 1 là một cây dáng thú nha. Một cây dáng thú và đặc biệt là cái bo ghép của nó phải nói là cái lô này rất là mập luôn. Đó, cả nhà nhìn xem ha. Đây, em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Bắt đầu là cây này là cây số 1 nha. Em bán với giá là 400.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Đó, cây này là cây quảng hương mộc mai nha cả nhà. Quảng hương mộc mai
Thì về cái phần gốc nhớt á, thì hiện tại em cũng nhân giống được tầm khoảng 200 cây. Thì hôm nay vẫn nó chưa có già lá cho nên là em chưa có giới thiệu với cả nhà được. Thì trước tiên thì xin mời cả nhà hãy mua cái gốc bứng đi nha, thì chúng ta về lấy bo được nhiều và sau này nó có cái cây mai để chơi hoa luôn á cả nhà. Rồi đây là cây số 1 giá 400 ngàn nha. Rồi tiếp tục là cây số 2. Cây số 2 là một cái em đế nôm nha cả nhà. Đó, một cây em đế nôm rất là đẹp luôn đây. Đế nôm rất là đẹp luôn nè. Đó. Và cây này ghép được hai mắt bo nha. Mắt bo của nó cũng rất là mập luôn. Em sẽ quay từ từ cho cả nhà xem đây. Đảm bảo chất lượng về giống nha cả nhà. Đảm bảo chất lượng về giống. Rồi đây, đây là cây số 2 nha. Cây số 2 này em bán với giá là 450 ngàn, sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây, 450 ngàn, bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Rồi và tiếp tục là cây số 3. Đây, cây số 3 là một cái cây tròn nha. Kiểu củ tròn quái nha cả nhà. Rất là quái luôn á. Đây, rất là quái luôn nè.